chào các bạn nha. Đây trước màn ảnh của các bạn đây là con sóc 040. Giờ đằng này cũng có một con ở đây. Giờ cái con MTZ đằng kia kìa, MTZ cũng dứt lại luôn các bạn. Giờ thì hai chiếc lại lôi lên nó mới được nha. Mời các bạn cùng theo dõi với mình nha. Đây mình đang đi tới đây, quá là mệt đi. Sản xuất này, con này cũng lâu đời, mấy chục năm, 40 năm gì nè, độ lên cầu trước luôn. Con này lên đã lên cầu trước rồi nha các bạn, chế độ lên cầu, này là qua bò mẫu, qua bò mẫu mà bị dính lại đây, ngang cái bò mẫu nó cứng. Quá gọn gàng. Lời quá đã à. Đã xong rồi nha các bạn. Hai cái con 6040 này kéo rất là mạnh mà mạnh nha. Con này mới cáo luôn, mới mua luôn này, quá đã, sơn còn có ao. Đất cái gai gì trời. Xài qua xài lại, nghiêng qua nghiêng lại thấy ớn chưa.
Còn máy lớn nó bường nổi, gặp không mấy nhỏ nhỏ như lúc bánh. Ngoài lớp bư quá, bư kéo hơn không nổi. Ừ. Đây là cái chiếc 6040 hồi cấp hồi nãy mà lại lôi cái con MTZ Liên Xô của nhà các bạn. Nó chạy thấy dã man chưa? Tốc độ lắm á. Hàng khủng long to xác. Là tới hai chiếc 6040 lâu luôn. Vậy cái ông MTZ tôi ổng quá lớn rồi. Lôi một con nó không lên. Ban đầu có lại lôi một con 6040, một con lại lôi mà nó không lên. Lúc đó mình lại chưa có kẹp, mình nhìn thấy nhưng mà mình quay không có kẹp. Sau này hai cái con lại là mình mới vô kẹp, mình chia sẻ cho các bạn xem. Tới hai con lôi mới chịu lên, lôi sạch khối đen luôn. Wow, chạy nhìn thấy ham hay các bạn. Ôi lúng rồi, lúng mà không sao, bị cái bánh lớn. Tới đầu quay đợi nha. Là nó ở